thể thao Vít Chúa Con xin chào bạn. Trong video này, shop lại tiếp tục kiểm tra những chiếc xe đạp cho khách hàng trên toàn quốc để đến với shop xe đạp thể thao Vít Chúa Con mua xe đạp online. Và trong video này thì shop đang dựng mở thùng 4 chiếc xe đạp đua để kiểm tra một lúc luôn bạn nhé. Ở đây thì có hai con xe Sava X3 siêu phẩm đua 2020. Đấy, một chiếc màu đen vàng này sẽ gửi cho anh Hà ở Quảng Ninh. Chiếc Sava X3 màu đen xanh này sẽ gửi cho anh Vân ở Hồ Chí Minh ở Sài Gòn. Còn chiếc Sava 2 Speed Cuồng Phong này, đó là chiếc xe của anh Tùng ở Lâm Đồng. Đấy, chiếc này là bom tấn 2021 bạn nha. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Còn chiếc xe đạp Twitter này là của anh Hoàng ở Lâm Đồng luôn. Thì dòng xe đạp Twitter này thì shop bán mỗi ngày, bán rất nhiều luôn bạn nha. Anh Hoàng ở Lâm Đồng thì mua chiếc T10 Pro. Và đây là chiếc T10 Pro hàng rất là hiếm hiện nay trên thị trường, bởi vì nó đang là sử dụng rút Shimano 105R 7000. 3 món đó là tay đè nắp, gạt đĩa và gạt nít. Và hiện nay cái rút Shimano 105R 7000 đang giá rất là khan hiếm. Và đây giá đã lên rất là nhiều rồi nha. Và đây là những chiếc xe đạp Twitter mà còn sử dụng rút này thì rất là hiếm luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. T10 Pro, anh Hoàng thì mua chiếc xài 46, ra đồ chuẩn luôn, màu đen, chạy rút Shimano 105R7000. 3 món đó là tay đè nắp, gạt đĩa, gạt lít. Bộ đùi đĩa sử dụng của hãng Rowheel, đùi đĩa bằng nhôm trục rỗng TPL đó. Bánh vành sử dụng của hãng Rechopec, chạy 11 lít và hai đĩa. Xe này có 22 tốc độ, màu đen rất là đẹp đó. Thì sẽ gửi cho anh Hoàng ở Lâm Đồng. Còn chiếc xe đạp Sava này thì đang là sản phẩm bom tấn mới về tới Việt Nam, khách đã kết luôn là của anh Tùng ở Lâm Đồng luôn. Xe rất đẹp, bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp nào hãy liên hệ với shop xe đạp thể thao vip.com để xem theo đường link cũng như là hình ảnh. Shop đã làm chi tiết, cực kỳ chi tiết, và được sự tư vấn của shop thì bạn sẽ mua xe rất là nhanh và nhận xe cũng rất là nhanh luôn. Qua số điện thoại hotline 0983315936, shop sẽ tư vấn chuyên sâu về kỹ thuật để bạn tìm và mua được chiếc xe đạp như ý. Và những chiếc xe đạp Sava đua tiếp theo thì shop cũng sẽ kiểm tra chi tiết và phát sóng trên kênh YouTube xe đạp thể thao vip.com vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày, để bạn đến với shop mua xe hoàn toàn yên tâm, sẽ nhận đúng xe, đúng màu, đúng sản, đúng giá trị thực từ shop xe đạp thể thao vip.com. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.